Theo video của giới đẹp tiêu trang, bây giờ mình có một thử thách dành cho bạn. Để tham gia thử thách này, bạn hãy sử dụng thuốc thẳng và hình cao cơ một cả HDI mà bạn vừa cắt ghép. Bạn đã xem xong chưa? Hãy nhìn lúc bắt đầu để tham gia nhé. Nếu con trả lời đúng sẽ có tiếng tinh tinh à? Và được cộng 10 sao. KI và HDI của nhìn con quân KHDI. Nếu mà con trả lời sai sẽ có một tiếng khác và con không được cộng 10 sao với câu này ạ. Câu bằng 3. Cho cuộc thi tiếp tục nhìn vào thành 3 chấm thì được khẳng định đúng. Tìm con quân KHDI có 2 đường chiều KD và HI 3 chấm. Thì các con vừa mới tham gia cái thử thách hội thoại và quan sát trực tiếp hình thang cân của mình để tìm ra được các cái đặc điểm cơ bản của hình thang cân, thì em sẽ có một cái slide cho các con tổng hợp lại kiến thức vừa mới tìm ra. Qua bài tập trên, em đã rút ra được một số yếu tố cơ bản của hình thang cân phải không nào? Một số yếu tố cơ bản của hình thang cân. Cho hình thang cân, hai cạnh đáy song song với nhau, hai cạnh bên bằng nhau, hai đường chéo bằng nhau. Ở đây em có sử dụng các hiệu ứng họ phát cùng với họ chữ để các con dễ phân biệt. Em vừa cùng cô và các con mơ tìm hiểu một và số yếu tố cơ bản. Các con sẽ cần vận dụng kiến thức vừa học và diễn bài tập định tập để các con để ghi nhớ và khắc sâu kiến thức và một số bài tập tương tác nhé. Cho hình thang cân ABCD có đáy AB, CD như hình vẽ. Em hãy kéo các cạnh và góc vào ô hình chữ nhật phù hợp. Ở đây em sử dụng các dạng bài tập là bài tập kéo thả, bài tập có quiz lựa chọn tranh và cuối cùng là bài tập trò chơi to coi để các con ôn tập kiến thức, luyện tập kiến thức ạ. Bài tập thứ hai là bài tập có lựa chọn tranh. Bài tập tương tác thứ hai ạ. Em đi chọn các hình là hình thang cân. Bài tập thứ ba là chọn những bức ảnh có hình thang cân trong thực tế. Em hãy chọn những bức ảnh trong đó có hình thang cân. Tiếp theo sẽ là trò chơi PowerPoint.